Rồi, xin chào các bác nhá. Hôm nay táo mèo tươi đầu vụ mới bên em về rồi đây. Đấy, táo mèo tươi vụ 2022 có hàng rồi các bác nhá. Bác nào mà năm nay năm ngoái ngâm táo mèo rồi mà thấy ngon, năm nay ngâm tiếp thì các bác alo bên em nhá. Hàng bắt đầu vào mùa thì là bên em luôn sẵn táo mèo các bác nhá. Và mùa của táo mèo ấy thì nó rơi vào đâu đấy tầm hơn 2 tháng cho tới gần 3 tháng, cho nên là thoải mái cho các bác đấy. Táo mèo thì các bác nên ngâm tươi thì nó sẽ có độ ngon và ngọt hơn các bác nhé. Đấy, cái màu của rượu táo mèo tươi ngâm thì nó cũng sẽ thơm hơn. Đấy, vẻ nhiều lắm các bác nha. Đây, em đang đóng để gửi đi. Một xoạt này của nó là được đầy cái đầy một cái giọt này được 20 cân các bác. Đấy, xong rồi đóng gửi đi các tỉnh luôn. Đấy, nói chung là về cái táo mèo này thì bên em vẫn ưu tiên gửi qua xe các bác nhé. Đối với cái này chưa gửi bưu điện thì thứ nhất là nó nặng, cái thứ hai là cước phí nó cao, mình nhận được qua xe thì nó tiện nhất. Đấy, còn bác nào mà ở Hà Nội thì các bác có thể trực tiếp đến bên em mua để ủng hộ bên em nhá. Rồi các bác nhìn này. Đấy, cái táo mèo ấy đặt cách đây chắc là phải đến nửa tháng là cũng có người bán rồi, nhưng mà thực ra là cái lúc đấy cái táo mèo nó còn xanh, nó chưa tươi, nó chưa chín vàng như thế này đâu các bác ạ. Đấy, mình ngâm thì mình cứ nên đợi táo nó chín như thế này. Mình ngâm thì nó vừa thơm, nó vừa được rượu. Đấy, bây giờ chính thức là táo nó chín rồi, bên em bắt đầu với lấy về bán nha. Rồi. Mà táo của bên em ấy, và bên em chỉ lấy táo ở bên Mù Căng Chải Yên Bái thôi, nên các bác yên tâm là cái táo ở Yên Bái là được cái đất trồng táo ngon nhất rồi. Về táo mèo này thì ở nhiều nơi có, Sơn La, Lai Châu, Tây Bắc, Hà Giang đều có táo mèo hết. Nhưng mà cái táo mèo mà nó ngon nổi tiếng nhất thì là vẫn là táo mèo của Yên Bái các bác nha. Táo mèo nhất là vùng Mù Căng Chải. Thì cái đây là cái táo này là nó ngâm, gọi là táo ngâm. Thì các bác nên chủ yếu là ngâm rượu của các bác về các bác làm giấm thôi. Còn là có cái loại táo mà để táo ăn hay còn gọi là táo đổi thông ấy thì nó chưa vào vụ đâu các bác nhá. Bởi vì cái táo mèo này nó có cái loại là táo đổi thông đấy, để các bác mà các bác dùng các bác ăn sống chấm muối, chị em chấm muối thì nó đây không phải nhá. Nó là cái táo đổi thông thì nó sẽ vào vụ mùa chậm hơn so với cái táo mèo này tầm gần một tháng đấy, cho nên là bây giờ là gần như là chưa có táo ăn đâu. Đấy, bây giờ chỉ có táo ngâm thôi. Đấy, cái này bên em nhận lúc nào cũng sẵn hàng nhá. Bác nào mà cần táo mèo ngâm tươi khô thì bên em vẫn có quanh năm rồi, còn bác đang mùa tươi này, bác nào cần táo mèo tươi thì các bác liên hệ bên em nhé. Số hotline duy nhất của bên em là 0982 403 110, bên em chỉ có một cái số hotline thôi. Bác nào dùng Zalo thì các bạn cái số Zalo đấy của bên em cũng được các bác nhé, 0982 403 110. Thì bên em ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Nếu mà bác nào mà gần khu vực này thì các bác có thể qua lấy trực tiếp. Còn nếu bác nào mà cũng ở trong nội thành Hà Nội mà các bác không qua được thì các bác cần thì các bác alo bên em đặt ship cầm qua cho các bác nhận trong ngày nhá. Còn các bác ở tỉnh ở gần gần thì bên em ưu tiên gửi xe các bác nhá. Còn gửi bưu điện thì vẫn gửi được, nhưng mà chỉ gửi lấy vài cân thì mình gửi được, thì bởi vì ship nó còn đỡ, chứ lấy cả chục cân mà gửi bưu điện tiền ship thì nó cao lắm các bác ạ. Đấy, tính làm sao nó kinh tế nhất tất cả mọi người. Rồi, táo mèo tươi thơm lắm, thơm dã man luôn. Bác nào mà lấy về ngâm rượu hoặc là về làm giấm thì alo nhá. Về ngâm thì các bác rửa qua đi, các bác rửa sạch đi, sau đó là các bác khứa nó ra, sau các bác để vào trong lọ, các bác ủ đường một chút đến lúc nó ra được chảy ra cái nước nó teo teo táo, thì sau các bác đổ rượu vào ngâm thì cực kỳ ok luôn. Hoặc nếu mà đấy là các bác làm kỳ công, còn bác nào không thì các bác cứ trực tiếp ngâm luôn cả quả, không cần phải ngâm được vẫn được, thì nó sẽ có độ chua hơn. Còn các bác ngâm mà các bác ủ đường trước ấy thì ngâm nó rượu nó sẽ ngọt ngọt, nó uống nó trôi, nó dễ uống hơn rất là nhiều. Đấy. Rồi, bác nào cần táo mèo vụ mới 2022 thì alo inbox bên em nhá. Số điện thoại hotline Zalo là 0982 403 110. Đấy, em đọc mà nhanh, bác nào không ghi kịp thì các bác để ý ở phần dưới phần mô tả này, em có để video, có để số điện thoại nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã ủng hộ. Xin chào và gặp lại các bác.